Bây giờ thầy tiếp tục làm nhanh một lần. Động tác 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chuyển. Làm chậm có phân tích. Động tác 4. Phối hợp. Tư thế chuẩn bị như động tác kết thúc của động tác 3. Nhịp 1. Đưa chân trái về ngang thành tư thế đứng, hai chân rộng bằng vai, đồng thời vì hai khối, hai tay thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn thẳng. Nhịp 2, đẩy thẳng gối, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải duỗi mũi chân và tì xuống đất, đồng thời nâng vai phải lên cao. Nhịp 3 như nhịp 1, nhịp 4 như nhịp 2 nhưng nâng vai trái và tì mũi chân trái. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8, 8 nhịp lần 2. Nhịp 1 khều hai gối, đồng thời tay phải đưa chéo sang trái. Nhịp 2 đẩy thẳng gối thành tư thế đứng thẳng, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải tì bằng mũi chân, tay phải từ bên trái qua bên phải lên cao, tay trái thả lỏng tự nhiên, mắt nhìn tay phải, hơi nghiêng người sang trái. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi tay trái. Nhịp 4 như nhịp 2 nhưng đổi bên. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4.